giòn quá. Cắt cắt, ăn chậm thôi. Dạ. Ok ok. Cắt cắt. Chung rồi, vô đây em. Dạ, để em. Giòn ngon quá. Cắt. Diễn vậy chết tôi rồi. Chị Hương ơi giúp em. Một phát ăn ngay. Cắt. Còn không mấy đứa? Cắt. Ai diễn cũng không được, để tôi. Chiên bẩn gì mà giòn ngon quá vậy? Nhờ dầu ăn cao cấp Maison Gold với khả năng chịu nhiệt độ cao giúp giảm nguy cơ cháy khét, là tuyệt phẩm cho mọi món chiên giòn ngon khó cưỡng. Ủa mình quay đâu mọi người? Thôi, Maison Gold là tuyệt phẩm chiên rán nổi tiếng quá rồi, cần gì quảng cáo nữa. Maison Gold, chiên là giòn ngon khó cưỡng.